Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ bước qua phần tin tức trước, rồi mới đến phần đọc thảo luận sau. Đầu tiên hết là giá dầu đã tăng thêm 3 Mỹ kim sau khi mà các quốc gia Âu Châu dự tính là sẽ cấm vận dầu khí và năng lượng đối với Nga. Giá dầu ngày hôm nay đã tăng thêm 3 Mỹ kim với giá là 111 đồng một thùng dầu thô, giữa lúc mà các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đang dự tính sẽ cùng với Hoa Kỳ là sẽ ban lệnh cấm dầu khí của Nga sau một tuần lễ mà có một cái cuộc tấn công của Saudi Arabia của nhóm Hồi giáo Houthi tấn công vào đây. Giá dầu thô ở trên thế giới đã tăng khoảng 3 đồng 74 sen ở mức là 111 đồng 67 sen một thùng dầu thô tính cho tới ngày thứ hai. Trong khi đó thì giá dầu thô Texas đã tăng thêm 3 đồng 98 sen ở mức là 108 đồng 68 sen một thùng dầu thô, và giá cả đã tăng cao hơn sau khi mà có các cuộc họp của Liên hiệp Âu Châu. Trong đó thì các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu dự tính sẽ cùng với lại phía Hoa Kỳ và ông Joe Biden sẽ có hàng loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh để đối phó tình trạng mà Nga xâm lấn Ukraine. Đồng thời các chính quyền của Liên hiệp Âu Châu cho biết họ sẽ duyệt xét việc ban lệnh cấm dầu thô nhập cảng từ Nga. Vào sáng thứ hai, thì phó thủ tướng của Ukraine là Irina Verstrug đã lên tiếng cho biết là không còn cơ hội cho lực lượng quốc gia có thể đầu hàng ở phía đông của thành phố biển có tên gọi là Mariupol. Giữa lúc mà các cuộc tranh chấp cũng còn đang được giảm đi và có tình trạng trì trệ, thì bản tin cho biết rằng là phía nhóm Hồi giáo Houthi đã tấn công vào trong một cái nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, một trong những quốc gia xuất cảng dầu thô lớn nhất của khu vực Trung Đông và của khối OPEC, và Liên hiệp Âu Châu nhắm ban Nga dầu khí vào Nga đã khiến cho giá dầu tăng ngày hôm nay. Và trong cuối tuần qua thì nhóm Hồi giáo Yemen do Iran hậu thuẫn đã bất ngờ tấn công vào một cái nhà máy lọc dầu ở tại Yanbu ở tại Saudi Arabia, nơi được xem là có cái nhà máy lọc dầu khá lớn tại Saudi Arabia. Và báo cáo đã diễn ra giữa lúc mà khối OPEC và các đồng minh bao gồm luôn cả Nga gọi là OPEC cộng cho thấy rằng họ có thể sẽ tiếp tục đồng ý là sẽ tăng thêm cái sản lượng xuất cảng dầu. Phía OPEC đã không có đạt được 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tính cho tới tháng 3, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters, và họ dự tính là sẽ tăng thêm 400.000 thùng dầu thô mỗi một tháng giữa lúc mà họ đã giảm được cái mức xuất cảng này từ năm 2020. Ít nhất hai quốc gia trong khối OPEC là có khả năng sẽ tăng cái mức dầu thô xuất cảng lên, đó là Saudi Arabia và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đó thì phía Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ xác nhận rằng là sẽ cố gắng thúc đẩy các quốc gia của khối OPEC tăng sản lượng dầu thô để giảm đi tình trạng giá cả đang tăng hiện nay. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của giá dầu thô trên thế giới. Trong khi đó thì EU cho biết họ sẽ thảo luận với ông Joe Biden là sẽ có thể ban lệnh cấm vận đối với dầu thô của Nga trong phiên họp mà ông Joe Biden bay qua Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu cho biết họ sẽ duyệt xét việc ban lệnh cấm vận đối với Nga về dầu khí sau khi mà họ sẽ gặp gỡ với ông Joe Biden trong hàng loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh để mà đối phó với Nga trong tình trạng mà Nga xâm lấn Ukraine, tìm kiếm việc mà bằng mọi cách là phải cản trở và buộc Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine. Phía Liên hiệp Âu Châu được xem là đồng minh của khối Tây Phương đã sẵn sàng ban lệnh cấm vận ở nhiều khía cạnh, tuy nhiên họ vẫn chưa đụng tới vấn đề năng lượng và dầu khí. Chúng tôi đang làm việc trong vòng thứ 5 để ban lệnh cấm vận và có thể sẽ nặng nề hơn, một viên chức của Âu Châu đã cho biết trong điều kiện giấu tên. Trong khi đó thì các viên chức của chính quyền Âu Châu cho biết họ sẽ thảo luận cùng với các ngoại trưởng ngoại quốc ngày hôm nay trước khi mà ông Joe Biden bay tới Brussels vào ngày thứ 5 để có hội nghị thượng đỉnh với lại 30 quốc gia thành viên trong Liên minh NATO. Cùng một lượt thì khối EU cho biết họ cũng sẽ gặp gỡ với lại khối G7 để thảo luận chuyện này. Điện Kremlin vẫn chưa cho biết cái phản ứng của họ trong lúc mà EU chuẩn bị vòng cấm vận thứ 5, và trong đó có thể sẽ cấm vận các cái dầu thô và năng lượng của Nga. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Ukraine.
Bên cạnh đó cũng liên quan tới tình hình của Ukraine và giá dầu thô tăng, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc cho rằng là không nên để cơn khủng hoảng của Nga và dầu khí để tiếp tục duy trì cái tên vấn đề gọi là khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Các quốc gia đang tìm cách ngăn chặn nguồn nhập khẩu dầu khí và khí đốt từ Nga cũng như than đá, và điều này đã dẫn tới theo quốc tế có thể sẽ bị thâm hụt trầm trọng về vấn đề năng lượng. Và Tổng thư ký Liên Quốc lên tiếng và nói rằng ông cảnh cáo là có thể tình trạng khí hậu sẽ bị hâm nóng hơn nếu như tiếp tục sử dụng các cái loại năng lượng truyền thống. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc cho biết là phải cần có chiến lược rõ ràng để có thể giảm đi tình trạng mà khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Các quốc gia cần phải ngay lập tức giảm đi cái phần gọi là nhập cản các loại dầu thô. Họ cần phải biết rõ là phải cắt giảm tất cả những cái sử dụng các cả loại dầu thô, và hành động này đang là một cái phá hủy trên cái khí hậu toàn cầu. Đức được xem là quốc gia nhập cảng lớn nhất của Nga về năng lượng, đã muốn rằng sẽ gia tăng nhập cảng dầu thô từ vùng vịnh để tránh lệ thuộc vào phía của Nga, đồng thời sẽ dẫn thêm tất cả những cái nguồn khí đốt từ những quốc gia khác. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki nói trong tháng này là cuộc chiến tại Ukraine là lý do khiến cho giá dầu thô và giá khí đốt của Hoa Kỳ tăng theo. Trong khi đó thì ông Guterres cho biết rằng là quyết định mà tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine và tình trạng thiếu hụt năng lượng trên toàn thế giới sau khi Nga bị cấm vận, điều này có thể dẫn tới tình trạng khí hậu toàn cầu không giảm đi cái mức nóng của họ. Hiện nay, mức hâm nóng trên toàn cầu là 1.5 độ C, và nó có thể là sẽ gây nguy hiểm cho toàn cầu. Trong khi đó thì phía Ủy ban đặc trách về môi trường của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh cáo là chúng ta cần phải giảm đi, và chúng ta phải sẽ không thể duy trì được cái mức 1.5 này, và nó sẽ tăng lên 2 degree, tức là 2 độ C, và có thể mức cao hơn. Đây là một thảm kịch cho cả thế giới. Đó là lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngay sau khi mà có cái báo cáo mới nhất của cái Ủy ban đặc trách về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Cùng một lượt liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine ngày hôm nay, Ukraine đã bác bỏ lời đòi hỏi của Nga là đầu hàng ở tại thành phố Mariupol. Trong khi đó, một cái shopping ở thủ đô Kiev đã bị phá hủy. Đó là những cái tin mới nhất cập nhật liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine. Ukraine đã bác bỏ đề nghị của Nga là sẽ đầu hàng vô điều kiện ở thành phố Mariupol, để đổi lại họ sẽ không tiếp tục không kích và bắn hỏa tiễn vào thành phố này. Cơ quan thông tấn của Nga là Intelsat cho biết trong một cái đề nghị và chỉ ra cho thấy rằng tư lệnh chỉ huy chiến trường này là Mikhail Mizishev, lãnh đạo của cơ quan quốc phòng của Nga, cùng với lại ông phó thủ tướng của Ukraine đã có cuộc hội đàm, và phía phó thủ tướng của Ukraine đã bác bỏ đề nghị này. Không có thể nào có cuộc đối thoại cho bất kỳ một cái cuộc đầu hàng nào, và chúng tôi sẽ không bỏ vũ khí xuống. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ cho quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi muốn thông báo cho Nga biết chuyện này, và chúng tôi sẽ làm việc bằng tất cả cái khả năng của mình. Đó là lời phát biểu của phía Ukraine cho biết. Bên cạnh đó thì phía Liên Hiệp Quốc cho biết là, và phía Hoa Kỳ cho biết là trên 10 triệu người Ukraine, tức là 1/4 dân số của họ, đã phải di tản ra khỏi chỗ ở của họ trong thời gian mà chiến tranh, đặc biệt là 3 triệu rưỡi người đã rời khỏi quốc gia này. Những người khác thì họ di chuyển ở những khu vực ở trong lãnh đạo thổ của Ukraine. Số còn lại là tràn qua các quốc gia lân bang. Đó là bản báo cáo mới nhất của phía Liên Hiệp Quốc đã đưa ra. Cùng một lượt thì Hồng Thập Tự Quốc tế đã đề nghị là cung cấp cứu trợ cho Ukraine. Hồng Thập Tự của Trung Quốc thì đúng hơn. Hồng Thập Tự của Trung Quốc sẽ cung cấp cho Ukraine 1.57 triệu Mỹ Kim tiền hỗ trợ nhân đạo, giới chức của Trung Quốc đã đưa ra ngày thứ Hai. Và cơ quan này cho biết sẽ cung cấp cho phía Ukraine ít nhất là ba cái những cái thứ cần thiết trong đời sống, bao gồm luôn cả các loại sữa bột và dành cho trẻ em trong tuần này, theo lời của Jan Chun, là một trong những đại diện của Liên Hợp Quốc đại diện cho Trung Quốc ở tại Liên Hợp Quốc. Phía Hoa Kỳ đã thúc giục phía Trung Quốc là cùng với lại khối Tây Phương ban lệnh cấm vận để đối phó với cuộc chiến ông Vladimir Putin tại Ukraine. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối không lên án Nga trong việc xâm lấn này. Và trong ngày hôm nay có tin cho biết là phía của chính quyền Ukraine đã từ chối không muốn nhận hàng cứu trợ của Trung Quốc vì xem rằng Trung Quốc đã không còn được tôn trọng như ngày xưa. Cùng một lượt thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ bay qua Ba Lan trong ngày thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, ông sẽ không viếng thăm Ukraine. Ông Tổng thống Joe Biden sẽ bay tới Ba Lan trong tuần này sau khi mà ông ta gặp gỡ với các đồng minh trong Liên minh NATO, khối G7 và các lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu tại Brussels.
Vào ngày thứ Sáu thì ông ta sẽ bay qua Warsaw, tức là thủ đô của Ba Lan, và gặp gỡ với Tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda và thảo luận về việc Hoa Kỳ và các đồng minh làm sao hỗ trợ nhân đạo và giải quyết cái tình trạng nhân quyền ở tại Nga, đặc biệt là cuộc chiến gọi là vô lý của Nga tại Ukraine theo tường trình của Tòa Bạch Ốc. Trên 3 triệu rưỡi người đã đi lánh nạn và có hơn 2 triệu người đã tới tị nạn ở tại Ba Lan theo tường trình của Liên Hiệp Quốc. Và chuyến bay đi Âu Châu của ông Biden là sẽ không bao gồm việc mà ông ta sẽ viếng thăm Ukraine, theo xác định của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki đã đưa ra cái tweet vào ngày Chủ nhật. Trong khi đó thì phía Do Thái đang tìm cách quân bình và duyệt xét các mối quan hệ của họ giữa Ukraine và của Nga, ngay sau khi mà ông Tổng thống Zelensky đã lên tiếng cầu cứu về việc hỗ trợ mạnh mẽ trong việc Nga tấn công vào lãnh thổ của ông với phía Do Thái. Thủ tướng của Do Thái là Naftali Bennett cho biết quốc gia của ông đang quản lý về cái mối quan hệ cả giữa Do Thái và Nga và Do Thái và Ukraine. Phía Do Thái đã lên án Nga xâm lấn, tuy nhiên họ vẫn còn giữ mối liên lạc với lại phía Nga và có thể đóng một vai trò trung gian quan trọng giữa lúc mà họ đã lên án Nga đã có những hoạt động quân sự hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo ở tại khu chiến trường Syria. Việc này diễn ra giữa lúc mà ông Zelensky vẫn tiếp tục thúc giục cái nghị viện của Do Thái là phải cứng rắn với ông Vladimir Putin, và trong lúc mà ông ta có cuộc chiến xâm chiếm tại Ukraine, và ông Vladimir Putin đã chụp mũ cho ông Zelensky là đang giấy động một cái chủ nghĩa quốc xã, trong đó đã gây ám ảnh cho người Do Thái với 6 triệu người đã bị thiệt mạng dưới thời Đức Quốc xã vào đệ nhị thế chiến. Cùng một lượt thì New Zealand cho biết họ sẽ hỗ trợ không phi quân sự cho phía của Ukraine. New Zealand cho biết họ sẽ hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng tiền New Zealand, tức là 3.5 triệu Mỹ Kim, cho những hỗ trợ phi quân sự dành cho Ukraine. Số tiền này sẽ được gửi đến cho cái quỹ của Liên minh NATO để cung cấp tất cả những cái cần thiết cho phía của Ukraine. Tuy nhiên, không hỗ trợ vũ khí mà chỉ hỗ trợ nhiên liệu. Đây là lần đầu tiên New Zealand đã cung cấp trực tiếp nguồn quỹ cho cái tổ chức thứ ba và phi quân sự trong vấn đề này. Thủ tướng của New Zealand là bà Jacinda đã đưa ra trong một bản statement để đóng góp trực tiếp cho cái quỹ của NATO hỗ trợ cho lực lượng của Ukraine. Tuy nhiên, New Zealand sẽ không hỗ trợ bất kỳ một vũ khí nào. Đó là lời khẳng định của phía Ukraine đã đưa ra. Trong khi đó, thì Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cho biết là Hoa Kỳ cần phải có những cái lệnh cấm vận cứng rắn hơn với Nga để buộc Nga rút quân. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là Dalip Sai trong ngày Chủ nhật cho biết Hoa Kỳ cần phải tăng cường tất cả những lệnh cấm vận nhắm vào Nga. Chúng ta cần phải có tất cả những cái đạo luật và cấm vận và trừng phạt chúng ta đã sẵn sàng có. Tuy nhiên, chúng ta phải nhắm thêm các mục tiêu khác để ngăn chặn tất cả những cái ngành kiếm ra tiền của Nga nhằm ngăn chặn Nga không thể có cái hoạt động tài chính hỗ trợ cho cuộc chiến này. Phải có thêm ngân hàng, có thêm nhiều ngành mà chúng ta chưa đụng tới và chúng ta cần phải cấm vận. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải cho Tổng thống Nga một thông điệp rõ ràng. Hầu hết là ngành dầu khí và ngành khí đốt. Tuy nhiên, những ngành khác cũng cần phải bị cấm vận và tôi không muốn có cái gì đặc biệt cho họ. Tôi nghĩ rằng ông Putin phải biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Và khi được hỏi là nếu như Putin cần phải đòi hỏi tháo gỡ tất cả các lệnh cấm vận, ông Sa cho biết chúng tôi đang gần ở cái điểm này. Là đầu tiên hết là ông ta phải ngưng lại tất cả các cuộc chiến bất hợp pháp nhắm vào thường dân của Ukraine. Và chuyện này dường như khó xảy ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực của Ukraine và những phản ứng xung quanh đó. Cùng một lượt, cũng trong ngày hôm nay, một tòa án tại Moscow đã bác bỏ một cái đơn khiếu nại của công ty Meta, tức là công ty Facebook, trong những cái cáo buộc cực đoan nhắm vào họ, và cơ quan truyền thông của Nga cho rằng đây làm dọn đường cho việc cái công ty truyền thông xã hội này sẽ bị chấm dứt khỏi hoạt động trong cái thị trường của Nga. Hãng thông tấn Intertax của Nga báo cáo rằng công ty Meta đã yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị các cái pháp lý cần thiết để trả lời các câu hỏi của tòa án khi mà ban lệnh cấm họ bởi phía của công tố viên của Nga. Tuy nhiên, thì lời yêu cầu này của công ty Facebook, tức là công ty Meta, đã bị bác bỏ bởi phía tòa án của Nga. Luật sư của công ty này là Victoria Sagitna cho biết là tòa án đã không có một cái phán xét công bằng trong cái việc mà công ty Facebook đã đáp ứng một phần nào những đòi hỏi của Nga. Nga và đã ra lệnh ban cấm Facebook và giới hạn người Nga vào trong Instagram và đồng thời đã ngăn chặn sau khi công ty Meta đã cho phép giới truyền thông xã hội có thể sử dụng những cái ngôn ngữ mạnh mẽ
nhắm vào ông Vladimir Putin và có thể lên án các lực lượng của Nga xâm lấn Ukraine. Nga cho rằng là cuộc chiến này là một chiến dịch quân sự của họ chứ không phải cuộc xâm lấn. Trong khi đó thì phía Facebook đã cho phép một số những nhân vật được xem là phản đối chiến tranh có thể có những ngôn ngữ gay gắt đối với ông Putin. Tuy nhiên sau đó thì công ty Facebook đã rút lại quyết định này. Công tố Nga đã gán nhãn cho công ty Meta là một trong những tổ chức cực đoan thúc đẩy những cái sự hỗn loạn ở những quốc gia khác. Và trong đó thì họ nói rằng chính công ty Facebook là cái môi trường đã thúc đẩy cái chủ nghĩa cực đoan ở trên cái thế giới và gây hỗn loạn cho thế giới. Đây được xem là một trong những cái hành động mạnh mẽ của Nga đối với các cơ quan truyền thông xã hội ở trên đang hoạt động ở tại nước Nga của khối Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của công ty Facebook. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin cho rằng là ông Putin đang tìm cách củng cố lại tinh thần của người dân Nga trong lúc mà ông ta bị trì trệ các cuộc chiến ở tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin trong ngày Chủ nhật cho biết là việc mà sử dụng và tăng cường vũ khí mới ở tại chiến trường Ukraine của ông Vladimir Putin cho thấy rằng ông Vladimir Putin đang củng cố lại cái tinh thần và quan điểm của ông ta và giữa lúc mà Moscow đã bị trì trệ các cuộc xâm lấn. Trong cuộc xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài CBS thì ông nói rằng tôi có thể thấy được cái cuộc chiến này đã có sự thay đổi và tôi nghĩ rằng một lần nữa ông Putin đã sử dụng thêm một số những loại vũ khí mới và ông ta cố gắng củng cố tinh thần và chúng ta nhìn thấy được ông ta đã tấn công các thị trấn và các thành phố, kể cả nhắm vào các vị trí dân sự và tôi nghĩ rằng ông ta đang từ từ thay đổi cái cuộc chiến và cái chiến lược của ông ta. Ông Austin đã đưa ra cái lời phát biểu này ngay sau khi vào tuần trước Nga tuyên bố đã sử dụng loại vũ khí siêu âm thanh và đánh trúng vào một cái kho chứa đạn của phía Ukraine. Lời phát biểu này được đưa ra giữa lúc mà có nhiều nghi ngờ cho rằng ông Putin có thể sẽ sử dụng những loại vũ khí tối tân hơn hoặc là những vũ khí đã bị cấm trên thế giới, bao gồm vũ khí sinh học và hóa học, trong lúc mà họ tung tin giả cho rằng Hoa Kỳ có phòng sinh học và hóa học quân sự tại Ukraine. Họ đã cố gắng đưa ra những cái lời tuyên truyền này để dọn đường cho việc sử dụng những loại vũ khí mới và đây là điều nguy hiểm. Tuy nhiên thì tôi đã nhìn thấy được ông Putin đang cố gắng củng cố tinh thần của ông ta và cả binh sĩ của Nga giữa lúc các cuộc chiến ở tại Ukraine đang bị trì trệ và bị cản trở. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin đã đưa ra về cuộc chiến tại Nga. Trong khi đó thì các giới chức ngoại giao hàng đầu đã bác bỏ vai trò của Hoa Kỳ trong sứ mạng gọi là gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Linda Thomas Greenfield trong ngày Chủ nhật đã bác bỏ khả năng Hoa Kỳ có thể thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine và nói rằng chính quyền của Joe Biden sẽ không gửi bất kỳ một binh sĩ nào bước vào trong lãnh thổ của Ukraine. Khi mà được đài truyền hình CNN hỏi trong chương trình State of the Union rằng Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị bay qua Âu Châu trong tuần này gặp gỡ với các liên minh của NATO và hỏi bà rằng là liệu Hoa Kỳ có ủng hộ gửi lực lượng NATO tới gìn giữ hòa bình tại Ukraine hay không, đặc biệt là Ba Lan có thể là cái quốc gia có thể hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong vấn đề này. Bà Greenfield trả lời là Tổng thống nói rất rõ ràng, chúng tôi sẽ không để cho binh sĩ của Hoa Kỳ đặt chân lên mặt đất ở tại Ukraine. Chúng tôi không muốn gia tăng vào một cuộc chiến mà trong đó Hoa Kỳ bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Bà Thomas Greenfield đã phát biểu như trên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ toàn diện cho các đồng minh NATO. Chúng tôi có lực lượng và quý vị đã biết là trong các quốc gia ở NATO và Tổng thống đã nói rất rõ ràng là bất kỳ một cuộc tấn công nào nhắm vào một quốc gia thành viên của NATO và dưới cái chương 5, chúng tôi sẽ ủng hộ những quốc gia đó bảo vệ lãnh thổ của họ. Lời phát biểu của bà Greenfield được đưa ra sau khi mà ông Joe Biden tiếp tục bác bỏ việc mà gửi quân lực của Hoa Kỳ tới bước vào chân vào lãnh thổ của Ukraine để mà tham chiến hoặc là ít nhất là gìn giữ cái hành lang di tản của người dân ở tại Ukraine. Một lần nữa, tôi có thể nói rằng quyết định này là sẽ được đưa ra bởi cái hội nghị của Liên minh NATO và làm cách nào NATO sẽ đáp ứng cái đề nghị của phía Ba Lan khi Ba Lan đề nghị là sẽ gửi tất cả những MiG-29 cho phía của Ukraine thông qua một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Đức. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị phía Hoa Kỳ bác bỏ và cho rằng sẽ mở rộng cuộc chiến ở tại khu vực Đông Âu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga trong cái cuộc chiến tại Ukraine cũng như phiên họp của ông Joe Biden trong tuần này với Liên minh NATO. Cùng một lượt tại Á Châu thì Nhật Bản và
Campuchia đã đồng thời lên tiếng thúc giục Nga là phải chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida và thủ tướng của Campuchia là Hun Sen đã đồng lượt lên tiếng ngày chủ nhật của hôm qua là thúc giục ông Vladimir Putin là phải chấm dứt ngay cuộc chiến của họ tại Ukraine và rút tất cả binh sĩ của họ ra khỏi quốc gia này, lên án cuộc xâm chiếm này là đã vi phạm trầm trọng vào cái hiến chương của Liên Hợp Quốc, cùng đưa ra chung trong một cái bản statement sau khi có cuộc họp tại Phnom Penh. Thì hai nhà lãnh đạo này đã kêu gọi là phải lập tức chấm dứt tất cả những cái hành động được xem là vũ trang, bao gồm cả ở Miến Điện, và đòi hỏi là chính quyền quân phiệt Miến Điện là phải trả tự do cho những lãnh đạo dân sự, bao gồm luôn bà Aung San Suu Kyi và những lãnh đạo dân sự khác đã bị tống giam kể từ khi mà lực lượng quân sự Miến Điện đã có cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm ngoái. Ông Kishida và ông Hun Sen đã nói rằng là việc mà xâm lấn bức hại này vi phạm trầm trọng vào các cái trật tự của thế giới và đã sẽ không chấp nhận một chủ nghĩa đơn phương, và cần thiết phải có một cái sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế khi mà sử dụng vũ trang. Đây là lời phát biểu của cả hai ông đưa ra. Chúng tôi xác nhận là sẽ hợp tác chặt chẽ và thành lập những cái hợp tác theo cái trật tự của thế giới. Ông Kishida đã phát biểu chung với lại ông Hun Sen trong cuộc họp báo. Và chúng ta chiến tranh không thể giải quyết, chúng ta cần phải giải quyết chiến tranh bằng những giải pháp hòa bình. Đó là lời phát biểu của ông Hun Sen, chỉ ra là Campuchia đã có những cái kinh nghiệm về cuộc nội chiến diễn ra từ năm 1970 cho tới năm 1991. Trong khi đó thì họ đã lên án và kêu gọi ông Tổng thống Nga là Vladimir Putin là ngay lập tức phải ngưng lại các chiến dịch quân sự của ông ta tại Ukraine, đồng thời rút tất cả quân đội của ông ta ra khỏi Ukraine. Đây là lời phát biểu khá mạnh của ông Hun Sen sau khi có cuộc họp với lại Thủ tướng Fumio Kishida, trong lúc mà ông Fumio Kishida viếng thăm Campuchia trong tuần lễ này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và trong tháng này thì phía Campuchia cho biết họ cũng đã bỏ phiếu theo cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lấn của Nga. Campuchia hiện nay là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và hiện nay thì cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có 141 quốc gia đã bỏ phiếu và phản đối sự xâm lấn của Nga nhắm vào Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương. Cùng một lượt tại Anh ngày hôm nay, một trong những lãnh đạo hàng đầu và là một ứng cử viên sắp sửa tranh cử của đảng Bảo thủ tuyên bố là sẽ ban lệnh cấm công ty Huawei hoạt động tại nước Anh. Một trong những lãnh đạo đảng Bảo thủ là ứng cử viên John Charest cho biết ông sẽ buộc Huawei chấm dứt tất cả những cái dịch vụ của họ tại Anh, kể cả việc phát triển mạng lưới 5G. Sẽ phát biểu tại một cái cuộc gọi là vận động tranh cử trong ngày 10 tháng 3. Ông loan báo là về việc tranh cử vào chức lãnh đạo của đảng Bảo thủ tại Canada, và lên tiếng cho biết là thủ hiến của Quebec và phó thủ tướng của Nga cần phải rõ ràng trong vấn đề mà ngăn chặn Huawei có thể phát triển mạng lưới 5G tại đây. Và điều này, ông nói rằng ông rất hãnh diện khi mà Canada đã đóng góp trong việc giải quyết cái vụ án của bà Meng Wanzhou là tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình CBC, thì ông Charest cho biết là ông đã làm việc và Huawei sẽ không bao giờ có cái gọi là gây hại cho cái an ninh quốc gia của Canada. Và ông nói rằng phía Huawei sẽ có thể ngăn chặn tất cả, sẽ có thể gây hại và có thể sẽ xâm nhập vào tất cả đời sống của người dân, và nếu đắc cử ông sẽ là người cứng rắn với công ty Huawei và loại trừ Huawei ra khỏi lãnh thổ của Canada. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của công ty Huawei và Canada. Cùng một lượt thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi lời chia buồn tới cái chết của thượng nghị sĩ của Úc, một nhân vật được xem là chống đối Cộng sản Trung Quốc một cách quyết liệt. Một trong những thượng nghị sĩ thuộc đảng lao động của Úc nhưng lại có một cái tinh thần chống đối nhà nước Cộng sản Trung Quốc quyết liệt là bà Kimberly Kishing, vừa mới qua đời cách đây không lâu. Gia đình của bà đã nhận được lời chia buồn của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng. Lời chia buồn này đã được đưa ra bởi cái văn phòng của chính phủ lưu vong đặt tại Ấn Độ trong một buổi lễ diễn ra tại đây. Thượng nghị sĩ Kishing là một người ủng hộ mạnh mẽ và là một người bạn của người dân Tây Tạng,
Và tôi, quý vị đã biết, tôi đã có cơ hội gặp gỡ với bà. Và khi mà bà viếng thăm Dharamsala vào năm 2017 cùng với phái đoàn của Nghị viện Úc tới đây, bà Kissing được xem là một nhân vật đối đầu với lại chủ nghĩa Cộng sản và đặc biệt với Cộng sản Trung Quốc, đã từng viếng thăm Ấn Độ năm 2017 cùng với lại lãnh đạo của đảng Tơ Cấp Tiến là Kevin Andrew. Trong đó họ đã viếng thăm cái nơi trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Và vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Victoria được xem là một người có quan điểm rất mạnh mẽ với lại phía Trung Quốc, và bà luôn bỏ phiếu thuận cho tất cả những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn cả sự tôn trọng của một số những nhân vật được xem là ở tại chính quyền Úc hiện nay, bao gồm cả phó thủ tướng Barnaby Lloyd Joyce và bộ trưởng quốc phòng Peter Dutton, cũng như là bộ trưởng tư pháp là Michalia Cash, cũng như bộ trưởng giáo dục là Alan Tut. Hầu hết tất cả đều lên tiếng chia buồn, và kể cả cựu thủ tướng của Úc là ông Tony Abbott đều lên tiếng chia buồn với bà. Bà được xem là một người được rất nhiều cộng đồng người gốc Á Châu kính trọng về cái thái độ quyết liệt chống lại Cộng sản Trung Quốc của bà. Và bà đã qua đời vào tuần trước, và nay thì văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra một lời chia buồn đối với gia đình của bà. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, các tổ chức NGO trên thế giới đã bắt đầu có cuộc hội nghị thượng đỉnh để mà điều tra về việc mà Trung Quốc vẫn tiếp tục kinh doanh trong cái nghề mổ nội tạng và thay đổi nội tạng. Bản tin mới nhất cho biết, trong một cuộc họp thượng đỉnh của các tổ chức NGO trên thế giới, việc mổ lấy nội tạng của người sống diễn ra tại Trung Quốc và nhắm vào các cộng đồng thiểu số cũng như các cộng đồng tôn giáo là đề tài hàng đầu trong cái hội nghị thượng đỉnh của các tổ chức NGO trên thế giới diễn ra vào ngày 22 tháng 3. Việc mà ép buộc và cưỡng bức lấy nội tạng từ những người sống đã diễn ra 20 năm qua ở tại Trung Quốc, và trong đó đã có sự châm chước mắt nhắm mắt mở của nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong một cái mối lợi khổng lồ. Việc này đã dẫn tới tình trạng mà có nhiều cáo buộc cho rằng Cộng sản Trung Quốc đã cho hành quyết một số tử tù và lấy nội tạng của họ để mà thay thế và cung cấp cho tất cả những bệnh viện cung cấp nội tạng ở Trung Quốc. Đồng thời là họ đã cưỡng bức, tra tấn và đánh đập, thậm chí là lấy nội tạng của những người sống ở trong các nhà tù tại Trung Quốc để mà bán và cung cấp cho cái nguồn cung cấp nội tạng ở tại các cái bệnh viện thay đổi nội tạng tại Trung Quốc. Và rất nhiều những tổ chức NGO trên thế giới, bao gồm cả cái văn phòng cố vấn của Liên Hiệp Quốc, và bên cạnh đó thì cái tổ chức bác sĩ y sĩ không biên giới và tổ chức của những bác sĩ chống lại việc thay đổi nội tạng, cũng như một số những tổ chức khác bao gồm các luật sư, các nhà báo, các nhà hoạt động cho nhân quyền cũng đã lên tiếng và cáo buộc trầm trọng về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Và cuộc họp này diễn ra vào ngày 22 tháng 3 sắp tới, tức là ngày mai. Trong đó, những vấn đề sẽ được nêu lên hàng đầu là việc mổ lấy nội tạng của những người sống tại Trung Quốc. Và thứ hai là lên án hành động bức hại của Trung Quốc nhắm vào các cộng đồng thiểu số ở tại Trung Quốc, cũng như là cộng đồng tôn giáo tại Trung Quốc, trong đó gồm có người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, những người đi theo Thiên Chúa giáo và những người luyện tập Pháp Luân Công đều có mặt trong các cái hội nghị thượng đỉnh này, và cáo buộc và đưa ra những lời tố cáo đối với sự đàn áp dã man của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuộc tập trận của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã đe dọa trầm trọng tới an ninh quốc phòng của Đài Loan. Đó là bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Đài Loan nộp cho phía của Nghị viện Đài Loan. Trung Quốc gần đây đã gia tăng các cuộc tập trận với mức độ lớn nhỏ khác nhau, đang đe dọa trực tiếp tới đảo quốc Đài Loan và là một thách thức cho an ninh quốc phòng. Bộ trưởng Ngoại giao, xin lỗi quý vị, Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã đưa ra một cái lời điều trần ở trên Nghị viện của Đài Loan. Bộ này chỉ ra cho thấy rằng các báo cáo gần đây cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang tác hại ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Á Châu, và đặc biệt là việc mà Trung Quốc đang sử dụng cuộc chiến này để tìm cách uy hiếp tới Đài Loan. Ngoài ra thì phía Trung Quốc đã cho hiện đại hóa rất nhiều lực lượng quân sự của họ và tăng cường các cuộc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã liên tục có những cuộc tập trận gần ở Đài Loan hoặc ở bên thềm lục địa để đe dọa trực tiếp tới Đài Loan, đồng thời là đã gia tăng rất nhiều cái mạng lưới quân sự của họ tại khu vực Biển Đông. Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã trong cuộc điều trần với Nghị viện Đài Loan cho biết là phía của Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường thêm các cái chiến đấu cơ, các tàu chiến và có thêm những vũ khí mới, và tăng cường ở mặt trận phía Tây của phía đông của Trung Quốc, tức là ở khu vực gần eo biển Đài Loan.
Và điều này là một thách thức lớn cho Bộ Quốc phòng của Đài Loan và một thách thức lớn cho người dân của Đài Loan. Bộ Quốc phòng chỉ ra cho thấy là họ cần có thêm cái sự hỗ trợ từ Nghị viện của Đài Loan để mà có thể có đầy đủ tất cả những cái và vũ khí cần thiết đối phó với cuộc đe dọa mỗi một ngày một tăng từ phía Trung Hoa lục địa. Cùng một lượt thì phía Đài Loan đã lên tiếng yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải cung cấp thêm hệ thống liên lạc dưới mặt đất cho những cái drone mà họ bán cho phía Đài Loan. Đơn vị không quân của Đài Loan thì đúng hơn, đã lên tiếng yêu cầu các công ty của Hoa Kỳ cung cấp cái kỹ thuật về drone, tức là cái loại drone MQ-9B tuần tra trên biển cho Đài Loan, là cần phải lắp đặt thêm cái hệ thống liên lạc dưới mặt đất, gọi là Data Link. Data Link tức là Digital Aircraft Communication Between Aircraft and Ground System, tức là một cái hệ thống liên lạc ở trên không xuống dưới mặt đất. Đây là một cái hệ thống được lắp đặt thường xuyên ở trong các chiến đấu cơ. Tuy nhiên, nó lại không được lắp đặt trong tất cả những cái drone của MQ-9B. Trong đó thì phía lực lượng của không quân Đài Loan cho biết là họ đã đặt mua các loại MQ-9B, tức là loại drone này, từ là phía quân sự Hoa Kỳ sau khi đã được chấp thuận. Và hiện nay thì họ muốn rằng cái order, tức là cái đơn đặt hàng của họ, phải cung cấp toàn bộ và toàn diện là đầy đủ cho lực lượng không quân để họ có thể điều khiển cái drone một cách dễ dàng hơn. Đây được xem là một trong những cái drone mà có khả năng tấn công và có khả năng giám sát tất cả các mặt biển, và đặc biệt là khu vực mà phía tây nam của Đài Loan, nơi mà phía của Trung Quốc thường xuyên có những cái vụ gọi là xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ. Ngoài ra, các drone này còn có nhiệm vụ chống tìm thủy đỉnh và có khả năng bắn ra những cái hỏa tiễn cần thiết để đối phó với những cái cuộc tấn công từ bên dưới dưới mặt biển hay là dưới mặt đất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của eo biển Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận của quý vị, Phong vẫn nhắc lại cái thông báo về buổi tu hình vào thứ ba tuần tới, ngày 29 tây tháng 3, diễn ra ở tại Sài Gòn Performance Center cho cuốn phim Cạn Dầu. Quý vị nào ở xa về Quận Cam, các quý vị nào ở Nam Bắc California muốn tham gia vào cuốn phim để có kỷ niệm với anh chị em nghệ sĩ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quốc Thanh qua số điện thoại và email trên màn hình. TNP Channel và Phượng Mai Official sẽ cung cấp đầy đủ ẩm thực và các phương tiện an toàn y tế cho quý vị. Mong gặp gỡ tất cả khán thính giả của TNP Channel và Phượng Mai Official trong buổi tu hình này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Tất cả đều miễn phí. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trung Quốc chỉ đe dọa Đài Loan thôi chứ không dám tấn công. Cho tới giờ phút này thì chưa thấy. Nhưng mà thời gian tới thì chưa biết được. Nhất là Tập Cận Bình đang cần phải chứng minh một cách cụ thể để ông ta có thể nắm cái nhiệm kỳ thứ 3 ở tại Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục, nếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và Đảng Cộng Hòa thắng thì Trung Cộng có tấn công Đài Loan không? Làm sao biết được? Làm sao biết được chúng ta không phải là Trung Cộng? Tuy nhiên các cái bài phân tích cho thấy là Tập Cận Bình sẽ có hành động cụ thể với Đài Loan trước khi có bầu bán tại Trung Quốc, chứ không phải ở Hoa Kỳ. Còn giữa tháng 8 cho tới tháng 11, ở khoảng đó là ở Hoa Kỳ bầu cử giữa mùa, thì thường thường tới mùa bầu cử thì nền chính trị Hoa Kỳ bên ngoài nhìn vào sẽ xem là suy yếu, bởi vì khi bầu cử thì các đảng chính trị tấn công lẫn nhau, và khi tấn công lẫn nhau như vậy thì nó sẽ cho người bên ngoài cảm thấy rằng là nền chính trị của Hoa Kỳ bị suy yếu, và Trung Quốc có thể lợi dụng cái thời điểm này để có những cái hành động vũ trang với Đài Loan. Đó là nhận định của các chuyên gia quân sự nha. Rồi Đại Phong, rồi bắt đầu tiếp tục cái phần comment của quý vị. Nếu cộng đồng thế giới đồng tình với nhau chống Putin thì Putin từ chết tới bị thương. Nếu cộng đồng thế giới đồng tình, câu này đã là một cái câu khó khăn rồi. Bởi vì ngay cả cái nước mà gọi là quyết liệt không có cấm vận cũng không lên án là Trung Quốc. Rồi chưa kể những quốc gia khác đối tác của Nga, ví dụ như là Ấn Độ, Brazil, Venezuela, Iran, những quốc gia này đâu có chống đối. Cho nên nói nếu cộng đồng quốc tế đồng tình thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này khó xảy ra lắm quý vị nha. Rồi tiếp tục, chị cam đoan tháng 3 âm lịch này Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan.
Chưa biết được thì tôi, Phong đã nói rồi là theo bản nhận định thì Trung Quốc có thể lợi dụng cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine và kể cả cái giai đoạn mà gọi là đang chạy chạy đua với thời gian của Tập Cận Bình, có thể Tập Cận Bình sẽ có động thủ với Đài Loan. Tuy nhiên, việc động thủ này là toàn diện tấn công xâm chiếm Đài Loan hay chỉ chiếm một vài cái đảo không có người ở để có cớ nói chuyện với cái đám bảo thủ và cái đám cực đoan ở trong nội bộ Đảng Cộng sản nha. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, quân sự Mỹ sẽ tấn công quân sự Trung Quốc trong lãnh thổ của họ hay là chỉ ở Đài Loan thôi? Trước hết là sẽ tự vệ. Trước hết, theo tôi nghĩ, về chiến thuật là sẽ tự vệ, bảo vệ cho Đài Loan. Nhưng mà sau đó thì họ có thể thay đổi chiến thuật, tức là lấy công làm thủ, tấn công vào các vị trí quân sự của Trung Quốc để ngăn chặn các cái vị trí quân sự này tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Thì điều này có thể xảy ra. Điều này có thể xảy ra, có nghĩa là nếu như mà phía đồng minh Hoa Kỳ và các quốc gia cũng như Đài Loan mà họ thấy vì họ phòng vệ cho Đài Loan, họ có thể đổi chiến thuật là tấn công luôn vào tất cả những vị trí quân sự của Trung Quốc ở thềm lục địa, nơi đe dọa trực tiếp tới Đài Loan nha. Rồi tiếp tục, cả thế giới chú ý chiến sự Ukraine, trong khi đó ông Bảy và chính quyền suy yếu nhu nhược là tập. Và không biết nếu không tấn công lúc này thì sẽ không kịp, Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền trở lại. Có thể thì tôi nói quý vị rồi là Tập Cận Bình sẽ cân nhắc và ông ta sẽ chọn thời điểm, bởi vì ông ta không còn thời gian. Mà nếu như thật sự Tập Cận Bình muốn chứng minh cái khả năng về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của ông ta, thì tôi nghĩ cuộc chiến này nó sẽ xảy ra sớm từ tháng 6 tới tháng 8, tháng 6 tới tháng 10, tức là trước cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Có nghĩa là Tập Cận Bình đang là lợi dụng cái lúc mà bầu cử sơ bộ xong. Thật ra tháng 8 thì mới xong trên toàn quốc. Rồi bắt đầu mới bước vào cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11. Thì cái giai đoạn này quý vị, các ứng cử viên ở tại Hoa Kỳ sẽ công kích lẫn nhau. Và giới truyền thông sẽ khai thác sự đấm đá của các chính trị gia. Thì lúc đó quý vị, ở bên ngoài quý vị nhìn vào sẽ thấy nước Mỹ bị chia rẽ, nước Mỹ bị suy yếu. Thường thường tới mùa bầu cử thì quý vị sẽ cảm nhận được điều này. Thì lúc đó Tập Cận Bình sẽ cân nhắc tấn công vào đảo quốc Đài Loan, nhưng giống như là con dao hai lưỡi. Có thể điều này sẽ kích động tất cả các ứng cử viên đưa ra cái chủ trương diều hâu chống Trung Quốc nhiều hơn để giành phiếu. Thì Tập Cận Bình cũng không muốn kích động chuyện này. Tức là việc mà Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ khiến cho các ứng cử viên chính trị tại Hoa Kỳ sẽ có cớ đưa cái quan điểm diều hâu của họ đối với Trung Quốc và cứng rắn của họ đối với Trung Quốc. Thì lúc đó quý vị, cái chủ trương mà bài Cộng sản Trung Quốc và cô lập Cộng sản Trung Quốc sẽ còn tăng hơn nữa. Do đó, chúng ta vẫn chưa có dám khẳng định một điều gì từ cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, từ cuộc chiến tại Ukraine và từ việc mà Tập Cận Bình phải nắm quyền lực trở lại thêm một nhiệm kỳ nữa nha. Rồi tiếp tục, đừng nhận thứ gì từ Trung Quốc cả, và nó đều bị nó gài và sau này mất nhiều hơn. Những thứ Trung Quốc cho, nó cho, Trung Quốc luôn làm trò hề là mục tiêu gì. Quý vị, điều đáng tức cười là Cộng sản Trung Quốc tài trợ nhiều lắm. Có 1.57 triệu Mỹ Kim, tức là 1.570.000 Mỹ Kim mà thôi. Và cái này là tài trợ nhân đạo thông qua cái hồng thập tự của Trung Quốc, chứ không phải là do nhà nước Trung Quốc chính thức tài trợ. Họ thông qua một cái tổ chức được gọi là một tổ chức nhân đạo ở tại Trung Quốc, Hồng Thập Tự. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì cái người mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine thì đã lên tiếng và từ chối nhận hàng cứu trợ của Trung Quốc với cái lý do là nước Trung Quốc đã không còn được tôn trọng như xưa. Đó là lời phát biểu của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Ukraine đã đưa ra. Trong đó thì Trung Quốc đã từ chối không lên án Nga xâm lấn Ukraine và từ chối không cho phép ở Trung Quốc báo chí truyền thông không được phép sử dụng chữ xâm lấn luôn. Mà họ chỉ nói là cái đó là chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine thôi, chứ họ không dùng chữ xâm lấn luôn. Thì những hành động này đã khiến cho Ukraine cảm thấy bất mãn với thái độ của Trung Quốc nha. Thời còn cựu Tổng thống Trump tại nhiệm ở Tòa Bạch Cung thì Putin không thể xâm lược Ukraine. Thời Tổng thống Biden quá hèn nhát nhu nhược, chẳng làm được gì. Ông ta nhu nhược đã đành, ông ta xem Putin là một kẻ thù. Và ông ta dấy động tất cả những cái lời công kích Putin kể từ khi ông ta lên cầm quyền.
Và cuối cùng quý vị, tới ngày hôm nay thì Putin đã nhân danh an ninh quốc phòng của Nga, ngăn chặn Ukraine xâm gia nhập vào Liên minh NATO, đưa quân xâm chiếm Ukraine. Bây giờ ông ta có đổ thừa là Putin là kẻ khát máu hay gì đi nữa, ông ta cũng phải nhận lãnh một phần trách nhiệm. Thay vì bước lên ghế tổng thống, ông ta tập trung vào chiến lược chuyển trục về Á Châu, nhắm thẳng vào Trung Quốc và Tập Cận Bình, thì hậu quả không phải ngày hôm nay. Hậu quả đã không dẫn tới ngày hôm nay. Ông ta biến Putin thành một thứ ngáo ọp và đe dọa Âu Châu. Rồi bây giờ Putin làm ngáo ọp thiệt, ông ta đưa quân xâm chiếm Ukraine mà chưa chắc ông ta sẽ dừng lại ở Ukraine nữa. Ông ta sẽ sử dụng Ukraine giống như là một cái thí dụ điển hình để uy hiếp các quốc gia của NATO ở vùng biển Baltic, tức là Latvia, Estonia và Lithuania. Những vùng đất này ngày xưa nằm trong cựu Liên bang Nga, bây giờ tách ra độc lập và là thành viên của NATO, thì ông ta có thể tấn công và xâm chiếm luôn cả những cái quốc gia này. Lúc đó quý vị, NATO phải đương đầu thôi. Tại vì Joe Biden đã nói rồi, bảo vệ từng interest của các quốc gia thành viên của NATO, ba quốc gia vùng biển Baltic là thành viên của NATO. Có nghĩa là nếu như mà Nga mà mở rộng cuộc chiến ở Ukraine mà ra tới những quốc gia ở vùng Baltic, thì NATO cũng không tránh né được cuộc chiến đối đầu với Nga. Và càng áp dụng lệnh cấm vận càng gay gắt hơn với Nga, thì chỉ càng thúc đẩy Putin phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tại Ukraine để bắt đầu tiếp tục cuộc chiến khác. Điều này là điều mà ai cũng thấy được. Tức là lệnh cấm vận đưa ra chưa ảnh hưởng trước mắt với lại cái guồng máy cai trị của Putin ở tại nước Nga, nhưng chắc chắn sẽ thúc đẩy Putin và guồng máy cai trị ở tại nước Nga tăng cường các cái mức độ chiến tranh, và có thể họ mở rộng cuộc chiến qua những quốc gia khác với sự phối hợp của Belarus luôn. Và lúc đó chúng ta cũng không bảo đảm rằng chính Putin sẽ thọc gậy bánh xe cho những nơi khác gây bất ổn, và lúc đó là quý vị, cả thế giới phải xáo động, trong đó bao gồm cả khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ thông qua Venezuela và Cuba. Ở khu vực Trung Đông là thông qua Syria, chính quyền của ông Bashar al-Assad và Iran. Rồi khu vực Trung Á là Kazakhstan. Thì quý vị, ông ta có thể sử dụng tất cả những cái trò này để mà gây bất ổn ở khắp nơi, nhằm giảm đi tất cả những cái hỏa lực nhắm vào nước Nga của khối NATO. Thì lúc đó quý vị, cuối cùng chúng ta cũng phải đương đầu với cuộc chiến của Putin, không né được. Bây giờ hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra trong tuần lễ này. Lần tuần lễ này ông Joe Biden bay qua Âu Châu, ông ta vừa gặp gỡ với lại các thành viên của NATO, vừa gặp gỡ với các thành viên trong Liên hiệp Âu Châu, vừa gặp gỡ với lại thành viên của khối G7. Thì tôi nghĩ rằng là ông ta vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm khá bạc nhược là phải đợi cho quốc gia của NATO bị tấn công rồi lúc đó mới đánh trả. Đó là cái quan điểm của NATO. Cái quan điểm của Joe Biden là bị tấn công rồi mới đánh trả, chứ không có ra tay để ngăn chặn. Thì quý vị, đối với Bộ Quốc phòng và đối với những người mà có cái khuynh hướng cứng rắn, họ cho đây là cái chiến lược nhu nhược. Chúng ta không thể ngồi chờ đến lúc mà nó tấn công mình rồi mình mới đỡ, mà phải ra tay trước đánh phủ đầu để ngăn chặn cái ý tưởng này. Bây giờ không dám ra tay trước, tiếp tục thụ động, thì cuối cùng cũng phải đối đầu. Tại vì tôi nói, nếu quý vị vào vai trò của Putin, quý vị có dừng lại cuộc chiến này hay không? Câu trả lời là không. Dừng lại cuộc chiến này có nghĩa là Putin sẽ phá sản hoàn toàn. Do đó quý vị, rất là bây giờ tăng cường thêm lệnh cấm vận. Bây giờ Âu Châu tính tăng cường lệnh cấm vận vòng thứ 5. Tức là lần này là sẽ cấm vận luôn cả dầu khí và khí đốt, trong lúc Đức đang tìm cách nhập cảng dầu khí từ Saudi Arabia. Ok, bây giờ cấm vận dầu khí, Nga có chết không? Yes, Nga sẽ bị tổn thất rất lớn ở giai đoạn trước mắt. Nhưng ít nhất họ có một số những quốc gia tiêu thụ để mà họ tăng cường cái sản lượng của bên đó. Trong đó Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Việt Nam. Những quốc gia này đang khát năng lượng vô cùng. Đang khát năng lượng vô cùng. Bây giờ Âu Châu cấm vận là Âu Châu chỉ chặn được là không để nhập cảng của Nga thôi. Nhưng Âu Châu có thể ép được Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Việt Nam không nhập cảng dầu từ Nga hay không? Và tất cả cái việc buôn bán này sẽ thông qua cái hệ thống UnionPay của Trung Quốc, chứ không phải thông qua cái Visa, Mastercard hay là hệ thống Swift nữa.
Thì quý vị, các lệnh cấm vận là tác hại rất lớn, nhưng tác hại về lâu dài, chứ không phải tác hại trước mắt. Trong khi Putin đang, chúng ta đang cần Putin là bị tác hại trước mắt để ngưng lại cuộc chiến. Thì tác hại trước mắt không thể sử dụng vấn đề kinh tế được. Về lâu dài thì đúng, về lâu dài là coi như là nước Nga bị cô lập hoàn toàn. Nhưng mà trước mắt là nó không làm sập đổ cái chế độ cai trị của Putin. Do đó tôi nói rằng lệnh cấm vận có tăng cường thêm đi nữa, chả thấm thía gì Putin cả nha. Rồi tiếp tục à. Wow, à đồ gì của Trung Quốc cho thì không nên dùng, không nên sử dụng. Miệng nói thì như vậy, nhưng trên thực tế thì như thế nào? Đó, dân Việt Nam nói rằng là không chích chủng ngừa của Trung Quốc, cuối cùng cũng đi sắp hàng thôi. Miễn có thích chú thuốc chủng ngừa đâu cần biết là thuốc chủng ngừa đó thuốc của ai. Cho nên nói là bằng cái miệng thôi. Chứ thật sự trên thực tế thì nó khác 100% quý vị. Quý vị còn nhớ cái hôm mà đại dịch bùng nổ ở Việt Nam không? Là thuốc chủng ngừa của Trung Quốc tràn ngập ở bên Việt Nam đó. Thì cuối cùng quý vị, dân cũng chen chúc đi chủng ngừa. Mặc dù biết chích chủng ngừa của Trung Quốc chưa chắc tốt lành gì, nhưng vẫn chen chúc đi chủng ngừa. Chích xong rồi về còn lên trên, và lên trên mạng xã hội thì nó ngược lại là chống Trung Quốc. Nghịch lý vô cùng nha. Nga đã sử dụng hỏa hỏa tiễn siêu âm thanh như quốc tế có cấp có cùng cấp phòng chống và hỏa tiễn này cho Ukraine hay không? Nếu không, Ukraine sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Cho tới giờ phút này, Ukraine chỉ yêu cầu cung cấp chiến đấu cơ hoặc là lập vùng nhận dạng phòng không, ê, vùng cấm bay. Mà bây giờ còn chưa làm được thì đừng nói tới chuyện khác. Trong khi đó, ở Slovakia là một quốc gia rất nhỏ nằm trong liên minh NATO, nhưng đồng thời họ cũng có gần biên giới của Ukraine. Họ lại, quý vị, họ lại gửi S-300 do chính Nga sản xuất cho lực lượng của Ukraine để mà chống lại các chiến đấu cơ của Nga. Ít nhất Slovakia họ làm được điều này. Còn bây giờ quý vị, phía Hoa Kỳ cũng không cấp cái chiến đấu cơ luôn. Thì tôi cũng chưa biết, để coi kỳ này ông Joe Biden bay tới Brussels gặp gỡ với NATO, họ thảo luận cái gì hay ngồi nói chuyện cho nói dóc cho vui rồi bay về. Nói dóc cho vui là bay về. Tôi nói quý vị, cái giải pháp duy nhất chặn đứng ngay cuộc chiến ngay lập tức của Nga là giải pháp quân sự. Giải pháp kinh tế ngoại giao là cái giải pháp lâu dài, nó không tác hại tới chính quyền của Putin ngay hiện tại nha. Rồi tiếp tục à. Sau một năm cầm quyền, tổng thống Biden báo cáo quốc hội nước Mỹ ra sao? Thì ông ta vẫn khoe khoang đó, trong cái bài State of the Union đã có rồi và tôi đã tường trình rồi. Quý vị kiếm lại những cái tin tức cũ và những cái là bài nhận định của tôi trên Hilton Nhật Ký, bây giờ hỏi lại, bài đó đã qua lâu rồi, ông Joe Biden đã đọc xong rồi nha. Công nhận của Trung Cộng là đúng, vì Trung Cộng lúc nào cũng có lòng thòng phía sau, nó sẽ lấy lại 1 triệu lần. Ai cũng biết điều này, nhưng bây giờ quý vị, vấn đề thực tế, Ukraine từ chối là bởi vì Ukraine họ có được sự hỗ trợ của cả thế giới rồi. Nhưng mà nhớ, đối với những quốc gia không có chiến tranh mà Trung Quốc cho 1 đồng là nó chụp ngay 1 đồng, đặc biệt là Cộng sản Việt Nam. Cho 1 đồng nó lấy hết 1 đồng luôn. Nó đâu có từ chối. Nó đâu có cái gọi là cái thể diện để từ chối. Nó chụp hết luôn nha. Rồi à, Tổng thống Ukraine là anh hùng thà chịu thiệt chứ không thèm nhận hàng cứu trợ của Trung Cộng. Ít nhất là họ không, tại vì quý vị, tài trợ được nhiêu? 1,5 triệu Mỹ Kim. Trong khi quý vị, Hoa Kỳ duyệt xét cái ngân tỷ mà hôm trước mà ông Joe Biden ký là 1 tỷ Mỹ Kim rồi, gấp 100 lần của Trung Quốc rồi. Gấp 1.000 lần luôn. Trung Quốc tài trợ có 1,5 triệu Mỹ Kim thôi, tức là 1,570,000 thôi. Tiền cứu trợ nhân đạo. Trong khi đó ông Joe Biden đợt đầu ông ký ra một cái ngân sách là 200 triệu, đợt sau được Quốc hội thông qua ông ký thêm 800 triệu nữa, vừa hỗ trợ nhân đạo vừa hỗ trợ quân sự luôn. Thì quý vị nhìn thấy là tại vì sao? Bắc Kinh cuối cùng quý vị, họ chỉ mua cái mặt mũi ở ngoài thôi, chứ thật ra Bắc Kinh đã đứng hẳn về phía Nga.
tại vì Bắc Kinh xem cái bãi chiến trường của Ukraine để đánh giá, để họ thực hiện cái âm mưu của họ với đảo quốc Đài Loan. Do đó, cái chuyện mà Tập Cận Bình mua hàng này nọ thì quý vị thấy rồi, ấy, cho hàng thì quý vị thấy rồi đó nha. Rồi, Canada còn dám lên tiếng kêu Putin chấm dứt chiến tranh mà Việt Nam nói là Việt Nam ngon hơn Campuchia, mà Việt Nam im re âm thầm kích động gì à? Ok, dư luận viên ủng hộ Putin. Ok, thiệt là nhục. Thì quý vị, cái bản tin này ra rất là rõ ràng. Hun Sen là một kẻ độc tài, nhưng mà Hun Sen còn biết đứng về dân tộc của ông ta. Còn Đảng Cộng sản nó đứng về phía đảng, nó không đứng về phía dân tộc. Hun Sen là một kẻ độc tài, ông ta ra tay rất ác độc đối với lại các cái nhà chính trị đối lập. Nhưng ít nhất ông ta được người dân Campuchia xem là một kẻ có tinh thần vì cái dân tộc của họ. Ít nhất Đảng Nhân dân của ông ta đã cầm quyền tới ngày hôm nay. Trong khi đó ngược lại, Cộng sản Việt Nam thì khác. Nó đâu có đứng về dân tộc, nó đứng về cái đảng của nó mà thôi. Cho nên quý vị so sánh giữa Campuchia và Cộng sản Việt Nam thì nhục cho Campuchia lắm. Tại Cộng sản Việt Nam nếu mà xét về cái tinh thần dân tộc, nó chưa đủ tư cách nói chuyện với Hun Sen đâu. Tại vì rất là rõ ràng, Hun Sen ông ta đứng về phía dân tộc của ông ta, chứ ông ta không đứng về đảng phái nha. Rồi tiếp tục. Campuchia là tố cáo Putin xâm lăng Ukraine, đó là cảnh báo gì đây vào mặt của Tập Cận Bình? Ông Hun Sen Campuchia rất thông minh. No, ông ta vẫn là người ủng hộ cho Tập Cận Bình. Nhưng ít ra một cái góc cạnh khác, chúng ta thấy Hun Sen đứng về tinh thần dân tộc. Nó hơn Cộng sản Việt Nam rất là nhiều nha. Nga chết mất 6 tướng, vậy mà cuộc chiến này tướng chết như vậy là ít, chứ ở Việt Nam mà sao gì vậy mà chết 6 tướng không thấm vào đâu hết. Việt Nam ta nhiều tướng lắm. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Bà Hillary Kitchen tuy cánh tả nhưng thấy cứng rắn quyết liệt với Trung Quốc là ủng hộ thôi. Đúng, bả là thuộc đảng lao động, thuộc bên phía cái gì thì phía cấp tiến. Tuy nhiên bả là một người rất là cứng rắn đối với lại cái sự gọi là thao túng nền chính trị của Trung Quốc ở tại Victoria, tiểu bang của Úc. Và bả qua đời hồi tuần trước. Thì hôm nay là đích thân Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết một lá thư chia buồn với gia đình của bà nha. Rồi, ok. Rồi có những kẻ vô đây mà bôi bác tôn giáo thì là tôi sẽ block ngay tại chỗ luôn nha, không có để cho có cái việc mà bôi bác tôn giáo ở đây nha quý vị. Rồi tiếp tục. Nghĩ lần này Joe Biden có đến Ukraine không anh? Nốt. Bản tin của Tòa Bạch Ốc đã khẳng định là ông ta chỉ tới Ba Lan và không tới Ukraine. Đó là cái bản tin chính thức mà Tòa Bạch Ốc đưa ra và Jen Psaki đã nói. Ông ta họp xong với khối NATO, G7 và EU. Thì tới ngày thứ sáu ông ta sẽ bay qua Warsaw của Ba Lan để mà nhóm họp với lại tổng thống của Ba Lan, nhưng ông ta không có đi qua Ukraine nha. Ok, khoảng 20 triệu dân Ukraine tị nạn sang Âu Châu nuôi xỉu luôn, chưa chắc, chưa biết được, nhưng mà bây giờ là 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi người tràn qua khu vực của Đông Âu thôi, chưa có ít, rất ít những người dân nào đi được tới khu vực Tây Âu, ít lắm, con số này rất ít. Đa số họ vẫn sống ở Ba Lan và các quốc gia có đường biên giới với lại Ukraine. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc thì nói rằng 10 triệu người đã di tản ra khỏi nhà của họ sau khi cuộc chiến bắt đầu. Tức là chỉ có 3 triệu người, 3 triệu rưỡi người là rời khỏi đất nước, còn lại 6 triệu rưỡi thì nó vẫn lòng vòng ở trong Ukraine, là 1/4 dân số của Ukraine rồi quý vị. Có điều, cuộc chiến này kéo dài, dân Ukraine đi lánh nạn, đám Âu Châu cũng sẽ đối diện với cơn khủng hoảng xã hội. Có điều, tôi rất là kính trọng người Ukraine. Họ có đi tị nạn qua các quốc gia lân bang, họ vẫn giữ một thái độ tôn trọng luật pháp và rất là đàng hoàng. Rất là đàng hoàng. Ngược lại quý vị còn nhớ ở Syria cách đây khoảng 8 năm,
khi mà bà Angela Merkel tuyên bố cho 1 triệu người Syria đến tị nạn ở tại Âu Châu và tại ở tại Đức không quý vị. Lúc đó quý vị, cả nước Đức rối loạn luôn. Cả nước Đức bị bất ổn xã hội. Cả nước Đức bị bất ổn xã hội nha. Rồi tiếp tục. Wow. Theo bên em biết, bên Trung Quốc chỉ có 2 phe, nhưng Tập Cận Bình nắm hết quyền lực so với phe còn lại, thì việc chiếm Đài Loan đơn thuần là một thành tích thôi. Anh Phong giải thích thêm cái này đi ạ. Ngọc, Trung Quốc có đa 3-4 phe, chứ không phải 2 phe. Thứ nhất là phe của Giang Trạch Dân, tức là những kẻ mà đưa cái xác Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân còn sống, nhưng mà coi như là bị mất trí nhớ rồi. Ông ta 90 mấy tuổi rồi. Thì phe này là phe lực lượng chỉ huy bộ chỉ huy miền Đông, tức là cái khu vực đóng tàu quân sự của Trung Quốc ở Liêu Ninh và ở Sơn Đông đó. Thì phe này là phe của Giang Trạch Dân mà Tập Cận Bình triệt hạ chưa hết. Thứ hai là phe mới trỗi dậy của Lý Khắc Cường. Và thứ ba là phe ngấm ngầm đứng ở phía sau nhưng mà sẵn sàng có những cái thái độ cứng rắn với Tập Cận Bình. Đó là phe của ông cái người trước ông giáo cái gì? Ông gì mà trước trước Tập Cận Bình lên đó. Ok. Thì quý vị 3-4 phe lận. Thì cái phe mà Tập Cận Bình đang nhắm vào để thuyết phục là phe của ông này. Cái gì tên gì tôi mới đây tôi quên mất tiêu rồi, cái gì Bảo đó. Thì quý vị, đây là một trong những cuộc đấu tranh ở trong nội bộ. Và bây giờ ai lấy được phe này thì phe đó thắng. Nếu Lý Khắc Cường lấy được phe này thì Ôn Gia Bảo, phải không ạ? Hồ Cẩm Đào, xin lỗi quý vị, Hồ Cẩm Đào, đúng rồi, Hồ Cẩm Đào, phe của Hồ Cẩm Đào, thì ai lấy được phe Hồ Cẩm Đào thì sẽ thắng được cái ghế tổng bí thư trong thời gian tới. Do đó nó nhiều phe lắm. Cảm ơn các bạn nhắc tôi cái chữ Hồ Cẩm Đào, quên mất tiêu luôn. Ok. Phe Hồ Cẩm Đào là cái phe mà ngấm ngầm nhất và nó đang nắm tất cả những cái thành phần gọi là cực đoan. Phe Giang Trạch Dân thì yếu ớt nhưng mà vẫn còn tồn tại. Phe trỗi dậy là phe Lý Khắc Cường, nên là ở Trung Quốc không phải chỉ có 2 phe mà tới 4 phe lận nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua. Cháu đoán là chiến tranh Ukraine kết thúc vào cuối tuần, mà hôm nay thứ hai đầu tuần rồi chưa thấy kết thúc. Nếu tha Ukraine nhận đủ vũ khí viện trợ thì Ukraine đánh ngược lại Nga và đánh và chiến thắng. Cảm ơn cháu rất là nhiều. Cho tới giờ phút này, cuộc chiến đã bước qua tuần lễ thứ tư, thứ năm, vẫn chưa có ngã ngũ. Nga vẫn vây một số thành phố nhưng vẫn chưa chiếm được. Ukraine thì chống trả rất mãnh liệt. Có điều là hỏa lực của Nga rất mạnh. Các cuộc không tập của Nga rất mạnh vào các thành phố ở Ukraine. Trong đó cái thành phố mà Mariupol là thành phố đang bị tấn công ráo riết nhất. Là thành phố Mariupol là nằm ở phía nam của Ukraine, tức là lực lượng Nga từ ở phía Crimea đánh lên. Còn ở phía Kiev là từ trên Belarus đánh xuống và từ ở biên giới Nga đánh qua. Thì quý vị, ở biên giới của Belarus là họ đã tấn công luôn cả thành phố Lviv, là một cái thành phố nằm gần biên giới của Ba Lan. Thì việc này vẫn chưa biết được chiến sự ra sao. Để chờ thêm, chúng ta giống như tôi nói là chúng ta phải chờ thêm một vài tuần nữa. Thứ nhất là nó sẽ rõ nét. Rõ nét là bởi vì nếu thực sự cuộc chiến này mà lính Nga yếu ớt thì cái tình trạng tan rã nó sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Còn nếu như mà nó là cái chiến thuật che giấu thực lực của Putin thì nó cũng sẽ bộc lộ trong vài tuần tới. Do đó quý vị, chúng ta chưa biết được cái cuộc chiến ở Ukraine là bên nào như thế nào nha. Ông Hun Sen nói vậy, có khi nào ông nhớ lại việc cộng xâm lăng Campuchia nên ông phản đối Nga không, chứ phòng nó. Hun Sen là một tay cộng sản dựng lên, nhưng mà Hun Sen là kẻ phản phe. Đối với người cộng sản Việt Nam, Hun Sen là kẻ phản phe. Bởi vì cộng sản Việt Nam dựng lên Hun Sen là Hun Sen đã bắt đầu đi con đường khác. Đi con đường khác, không còn lắng nghe cộng sản Việt Nam nữa. Cho nên tôi mới nói Hun Sen là một kẻ đi theo tinh thần dân tộc. Bởi vì ông ta được cộng sản đào tạo ra, nhưng ông ta không nghe chỉ thị của cộng sản Việt Nam đó. Ngược lại, ông ta đi với ông nội của cộng sản Việt Nam là Trung Quốc. Ông ta đi trực tiếp với lại Trung Quốc luôn. Ông ta ra mặt ủng hộ cho Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông luôn. Ông ta nói rằng đường lãnh hải của lưỡi bò chính đoạn đó, cửu đoạn của Trung Quốc, là chính là lãnh hải của Trung Quốc. Tức là ông ta ra mặt binh vực Trung Quốc luôn và ủng hộ cho Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông luôn. Và ngay tại Campuchia bây giờ, cái căn cứ cũ mà hải quân mà ngày xưa Hoa Kỳ xây dựng
bây giờ đang có nghi ngờ là lực lượng quân đội PLA đang trú đóng tại đây luôn. Do đó quý vị, ông ta là một kẻ thân Trung Quốc, nhưng mà ông ta có tinh thần dân tộc so với Cộng sản Việt Nam. Đó là cái mà nó sự khác biệt của Hun Sen và của Cộng sản Việt Nam nha. Nhiều chuyên gia quân sự dự đoán Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine sau khi chiếm được Ukraine. Nó có thể nó biết được dạng nguyên tử thì không đe dọa lại nó. Putin cũng sẽ chết vậy. Putin chưa chắc sẽ chết. Ông ta đã nắm quyền lực tới ngày hôm nay. Ông ta đối diện với cái chết bao nhiêu lần rồi? Kể từ khi mà ông ta làm trùm KGB cho tới làm phó thủ cho tới làm thủ tướng rồi bây giờ lên chức tổng thống. Ông ta đối diện với sự đe dọa ám sát cả ngàn lần rồi. Nếu ông ta sợ chết thì ông ta đã không làm điều này. Khi quý vị ở cái cương vị của một người dân thường, chúng ta rất là sợ chết. Chúng ta rất là sợ chết quý vị. Nhưng khi quý vị bước chân vào vị trí lãnh đạo quốc gia thì quý vị phải ở cái thế không còn sợ chết nữa. Đó giống như ông Zelensky, bình thường ổng là một diễn viên diễn hài hước, một nghệ nhân, một nghệ sĩ, nhưng khi ông ta bước vào vị trí lãnh đạo của đất nước Ukraine thì ông ta đã không còn sợ chết nữa. Thì quý vị, đây là cái quy tắc chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.